chùa Chư Thần là một cái nơi cũng rất là quan trọng. Rồi chúng ta xuống xe vào lúc khoảng 3 giờ chiều. Cậu vô cái chân mắt con là con không nhìn được cô bác, thành ra không có cảm giao được cái tư tưởng, cái luồng tư tưởng khó cảm giao đó. Quay phim hay là thâu băng rất khó nói chuyện với cô bác. Ví dụ như là không thâu băng quay phim thì con có thể linh động một cái gì đó cho cô bác, mình cứ mãi lâu lâu thỉnh thoảng có nụ cười, lâu lâu có nụ cười. Nhưng mà ngặt cái quay phim của mình hơi trang nghiêm tí xíu, để thôi khi mà lên phim đó, nó khó lắm. Tại vì nếu mà lên phim mà mình hơi đùa giỡn quá thì cuộc phim nó sẽ bị mất giá trị phẩm hạnh, mà cô bác cũng thông cảm nha, cố gắng em. Và đến phần trao đổi, và đến phần trao đổi đạo đức buổi sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa lãnh đạo chính quyền địa phương sở tại, kính thưa anh chị hai chủ nhà trọ Duy Phương, và kính thưa quý vị lão thành, kính thưa ban tổ chức cộng đoàn, và kính thưa tất cả cô bác anh chị em nhận diện có mặt kính mến. Hôm nay là ngày mùng 4, cũng là ngày thứ nhì phái đoàn hành hương chúng ta kính viếng dùng thắp sơn màu nhiệm. Và buổi sáng trong khi công vụ xong, chúng ta ít nhiều trao đổi về đạo đức để hướng về cho phần tâm linh của chúng ta. Thưa toàn thể quý vị, người xưa đã cho biết tu hành như đó hoa tươi, ác gian như thể lá rơi bên lề. Hoa tươi đẹp người mê kẻ hái, lá rơi đâu ai lại ngó ngàng. Cạn lời khuyên kẻ thế gian, hoa tươi nên chọn chẳng màng lá rơi. Hôm nay sẵn cái cơ hội chúng ta du sơn hôm nay để đem lại tinh thần đạo đức giúp cả cho toàn cả cô bác anh chị em trong cái may duy ngộ có Úc Hậu cũng là một tu sĩ trẻ, cũng có thời gian học hỏi, có thời gian nghiên cứu, và hôm nay được sự sắp xếp của ban tổ chức cho gặp gỡ quý vị trao rất nhiều về đạo đức. Về chúng ta đã biết một tim đạo đức chịu trò còn hơn đọc sách tò mò cả năm. Vậy hôm nay chương trình buổi sáng Úc Hậu sẽ gặp gỡ quý vị trong buổi hôm nay. Vị trân trọng kính mời Úc Hậu đến diễn đàn. Và xét thấy Úc Hậu từ từ đến kính lễ của quyền và Tam Bảo. Và Úc Hậu xin gặp lại cô bác, ủng hộ trên đàn phát tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ phép cung kính đức thầy. Kính thưa quý bậc lão thành, kính đến tất cả cô bác anh chị em xa gần hiện diện kính mến. Kính thưa quý vị, buổi gặp gỡ hôm nay vì thời gian có hạn nên chúng tôi cùng gặp gỡ với cô bác anh chị em với cái mệnh đề được mang tên Trở Lại Cội Nguồn. Chủ đề hôm nay gồm có hai ý như sau. Phần thứ nhất, về phương diện thế gian, tức là thế gian của cội nguồn, đó là hiếu đạo. Xuất thế gian của cội nguồn, đó là chúng ta trở về với tâm linh. Thì chủ đề hôm nay chỉ gồm có hai ý chính gặp gỡ cùng những cô bác trong buổi sáng này. Thưa quý vị, đáng lý ra chúng tôi sẽ luân khởi lại lời nói đầu cũng như vấn an sức khỏe của cô bác. Nhưng người thời gian của một cái đĩa chỉ có một tiếng đồng hồ gãy gọn, do vậy mà xin được trực khởi, tức là bắt đầu đi vào trong cái buổi trao đổi, nên cô bác cũng thông cảm. Sau cùng chúng tôi xin được vấn an sức khỏe của cô bác anh chị chúng ta sau. Vậy giờ đây xin mời tất cả quý vị cùng chúng tôi bắt đầu tham khảo qua với cái chủ đề Trở Lại Cội Nguồn. Thưa quý vị, chúng ta là những con người tha phương. Ví dụ như từ ở quê hương chúng ta giờ đây có mặt ở trên đỉnh Thiên Cẩm Sơn,
đây không phải là quê hương của mình. Mà bằng chứng qua giáo lý của Đức Thầy, Ngài cũng đã tự giới thiệu chính bản thân của Ngài. Đức Thầy Ngài đã giới thiệu là: kể đến lúc băng ngà đất khách, đem thân này cắt mặt sầu đông. Bằng chứng rõ ràng Đức Thầy chúng ta không phải ở đây. Cái thứ hai nữa đó, Đức Thầy nói cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần, ấy vì thương trong họ giảng dân nên chẳng kể tấm thân lao khổ. Vậy quê hương của Thầy chứng minh rõ ràng là ở nơi Tây Phương Cực Lạc, hay là cảnh an nhàn của người liễu đạo muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị để hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn lén lội xuống chốn hồng trần chịu cảnh chê khen? Chính nơi đó mới thật sự là quê hương của Thầy. Còn nơi đây Đức Thầy cho là đất khách. Kể đến lúc băng ngàn đất khách, vậy thì vì sứ mạng mà Đức Thầy chúng ta phải lâm phàm. Thưa cô bác anh chị em, với buổi cùng cơ tận pháp, chúng ta phước mẫu nghiệp về tình sâu huệ cạn, thế mà có Đức Giáo Chủ ra đời. Ngài đã từng dâng những sắc lệnh. Con nhớ lại khi xưa Quyền Trang Tam Tạng ở Đông Thổ Đời Đường, lúc đó ông qua Tây Thiên Trúc tịnh kinh, nhờ vào sắc lệnh của Vua Đường, vậy mà ông đã hoàn thành được một dĩ nghiệp lớn lao, đó là thỉnh kinh được Phật Tổ ở Tây Thiên Trúc, hoàn thành một sứ mạng mà chỉ có một ông vua phàm chứng nhận thôi cô bác. Còn hôm nay cái Thầy của chúng ta dâng sắc lệnh của năm vị Phật ở bên Tây Phương Cực Lạc. Thứ nhất, Thầy nể muốn tu tỉnh nay đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sinh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Đó là sắc lệnh thứ nhất. Sắc lệnh thứ hai, ta thừa dâng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Sắc lệnh thứ ba, thừa dâng sắc lệnh của trời cùng ông Phật Tổ giáo đời khuyến dân. Hay là Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cùng Thầy ra lệnh nên ta giáo truyền. Hay là khùng dân lệnh Tây Phương Phật Tổ nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ. Và hội Long Hoa chọn kẻ tu mê người hiền đức đảm phò trên Chúa. Vậy thì hôm nay Đức Thầy chúng ta đã lãnh tới năm cái sắc lệnh lên cô ạ. Và đồng thời sau khi Đức Thầy đã lãnh sắc lệnh rồi mà còn phải chuyển kiếp trong nhiều lần. Đầu tiên từ năm 1849 là Đức Phật Thầy Thế An chúng ta trụ thế. Rồi 7 năm trôi qua, tức là đến năm 1853, lúc bây giờ Đức Phật Thầy Thế An đã viên tịch. Tiếp nối với cái thời gian từ năm 1953 cho đến năm 1939, trải qua suốt 83 năm dài, đó là thời kỳ của Đức Bổn Sư, Đức Phật Trần Bổn Sư Giải Bán Khoan. Rồi từ năm 1939 vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, lúc bây giờ Đức Thầy của chúng ta ra đời, cho đến ngày 25 tháng 2 dùng Đinh Hợi năm 1947, Đức Thầy chúng ta tạm vắng mặt, thì cũng chỉ có 7 năm 10 tháng 7 ngày. Nếu tính theo ngày thì, nếu tính theo năm đó thì 9 năm, nếu tính theo tháng là được 8 năm, nếu tính theo ngày là 7 năm 10 tháng 7 ngày. Đó là thời gian của Đức Thầy của chúng ta. Vậy thì xuyên suốt ngót luôn cả năm giai đoạn mà Đức Thầy cho biết là nhiều tiền kiếp ta đã hy sinh vì đạo, nào quản sát thân kiếp chót này đây, há là tiết chi thân phàm tục, song vì tình cốt nhục tương thân cũng ủng hộ chở che cho sát phàm bớt nỗi cực hình. Vậy thì một mai duyên ngàn thu một thở, chúng ta lại được gặp qua với cái chương truyền chánh pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni mà Thầy đã khẳng định là đạo vô vi của Phật ân cần nói cho Chí Thích Ca ngày trước. Và câu phú quý Ngài không mạng ước chữ bồ đề như cội bá tòng, ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng thì là được định chừng diệu quả. Hạnh phúc thay cho chúng ta của buổi cùng cơ tận pháp, vậy mà được gặp qua một chân lý siêu thượng đưa chúng ta đến bờ giác ngàn bằng cách rất dễ dàng. Tôi tâm đắc nhất ở cái câu này cô bác. Thầy cho biết là cả vũ trụ khắp cùng giảng vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ giết cuộc lương hồn. Vậy mình tôi chuyến này có kiếp một cách đạo đó mấy cô, mấy chú. Hồi xưa con nhớ là mỗi một vị Phật khi đã đắc đạo thành Phật như Đức Phật A Di Đà, trải qua tới ba tăng tỳ kiếp, xuyên suốt ba tăng tỳ kiếp không ngủ nghỉ, hành đạo tinh chuyên, giữ giới luật căn bản, nội lực thâm sâu, vậy nó mới có đủ điều kiện để thành Phật. Và Ngài đã trở thành một vị giáo chủ, đem tất cả công năng tu tập của mình để trang nghiêm một cảnh giới gọi là Tây Phương Cực Lạc. Rồi khi đã trang nghiêm cảnh giới rồi, rồi Đức Phật mới phát nguyện để rước chúng ta về bên ấy. Thiệt là lòng từ bi quả ái của Đức Phật đối với chúng sinh vô bờ bến, cô bác.
Cũng như thế gian mình mà nếu ai làm giàu đó, ta giữ cái việc làm của ta riêng để người ta làm giàu chứ ai đâu chỉ với người khác. Vì nếu người khác giàu mình đâu có nhờ giả ở ta được. Bởi vì cái người mà làm giàu đó, Đức Thầy cho biết là được sang nhờ kẻ người bần gốc thâu. À, giàu bỏ tiền ra rồi bắt đầu bắt nạt trên những công sức của những người nghèo, của những người dân đen. Vì vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nhìn sâu về đạo lý qua một cách rất là tường tận. Vậy thì trở lại cội nguồn ở nơi đây gì? Trên phương diện của thế gian, không gì hơn là chúng ta biết được cái nguồn cội. Bởi cây có gốc mới mọc mầm xanh lá, nước có nguồn mới chảy khắp gạch sông, con người có tổ có tông, có cha mẹ trước rồi sau mới có mình. Phải không cô bác? Con nhớ lại cái câu mà người ta thường nói: mẹ già như chuối bao hương, như sôi nếp mật, như đường mía lau, cha như trăng sáng trời cao, soi đường tỏ lối con vào bến mơ, đời con đẹp tựa bài thơ, công ơn cha mẹ vô bờ vô biên. Hay là nghe tiếng dế ngâm nga sầu reo rắc, nhớ cha hiền ruột thắt từng cơn, tiếng dế kêu tờ thể tiếng đờn, thương mẹ khổ trường như dao cắt ruột. Thưa cô bác anh chị em, tình mẫu tử, tình phụ tử thiêng liêng rất cao cả, vô bờ bến cô bác anh chị em. Nhưng nói tới đây thì con lấy làm xúc cảm, bởi vì thật ra con đã đi khắp mọi miền đất nước của Việt Nam, có thể nói là xuyên qua bên Campuchia, sang qua Lào, qua Trung Quốc, và hầu như đất nước Việt Nam con không một nơi nào không có bước chân mình. Vậy mà khi con hồi tưởng lại trong quá khứ, con chưa một lần nào được đưa song thân của con, tức là cha mẹ, đi thăm viếng được một nơi nào hết cô bác. Vì cách đây khoảng 10 năm, mẹ con bị mang một chứng bệnh nan y, rồi bà phải chút hơi thở cuối cùng, phải trải qua suốt cả 18 tháng trường trên giường bệnh. Cô bác anh chị em ơi, nếu ai có trở về cái cội nguồn, chúng ta mới thấy được sự mất mát đau thương. Cũng như qua với những nhà thơ người ta diễn tả: năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời, lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi, quanh tôi ai cũng khóc, yên lặng tôi sầu thôi, để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ buông rơi, tôi thấy tôi mất mẹ là mất cả cuộc đời, hay là tôi thấy tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Vì đời không chi vui bằng còn mẹ, không gì buồn bằng mất mẹ, mất mẹ là mất đi một nửa ý nghĩa của cuộc đời. Cho nên ai xa mẹ mà không nghe lòng mình trống trải, có mất mẹ hiền mới thấm thía đôi cô đơn. Ngày buồn nhớ mẹ ta xưa, miệng nhai cơm bông lười lừa cao sung, mẹ già một nắng hai xuân, héo đầy thân thể vẫn thương con khờ. Vậy thì cái ý nghĩa của đấng sanh thành, ân dưỡng dục, chúng ta có thể mờ nhạt được hay sao? Chúng ta cần phải nhìn vào cái nhìn như thế nào đây? Thưa cô bác, nếu như không có ánh sáng giáo lý của Đức Thầy ra đời, có đôi khi chúng ta chưa trở lại với cội nguồn. Bởi vì Đức Thầy đã cho biết, gái trai đến tuổi đôi mươi chẳng kiêng cha mẹ nói cười lả lơi, rồi xoa hình sửa sắc chiều mơi đặng làm những chuyện trái đời vô lý, cớ sao chia cổ trọng kim phụ cha bạn chúa lỗi niềm con không. Thầy nói trai nhỏ tuổi phải kính thành trưởng lão, gái bé thơ biết trọng tuổi già. Vậy thì hôm nay là đấng sanh thành, là ân dưỡng dục, thì tại sao chúng ta không tìm về cái cội nguồn để phụng dưỡng cho song thân? Đức Thầy đã dặn dò rất kỹ lưỡng cô bác. Thầy nói trai với gái ráng coi sự sách, đấng trung thần với kẻ tiếp trinh, dọn bề trong mới gội đẹp xinh, chứ mang lốt bề ngoài chẳng tốt. Gần đây con đi ra ngoài thành phố Hồ Chí Minh thăm lại mấy người bạn học, hiện bây giờ đang học Anh ngữ, Hoa ngữ ở thành phố. Chiều lại có mấy người bạn rủ đi vòng vòng thành phố để thưởng ngoạn, đi vòng vòng thôi, cái con nói thôi bây giờ mình về quý đệ ơi. Cái hỏi sao anh đang đi sao mà mất cảm hứng rồi đi về á? Nói thiệt ở trên Sài Gòn có gì đâu mà đi, ở Sài Gòn nó nghèo còn hơn dưới quê của mình. Nó nói chàng ở Sài Gòn có ta gì mà nghèo gì anh. Tôi nói vậy chứ mấy đệ có nhìn thấy không,
ở quê với mình á, ta mặc đồ kín đáo lắm, giàu có ta mới đủ giải ta may, còn trên này nó nghèo nó đâu có đủ giải nó may, nó mặc quần xà lõn không để thấy không. Áo thì áo dây à, bộ nó thiếu giải sao nó may có cái cọng dây đi à, chút xíu à. Như vậy thì đúng với câu mà thầy nói, bọn gái mới ra đường tha thước, bỏ hết trơn nề nếp ông cha, khác tánh tình người cổ nước ta nên phải chịu đớn đau đủ cách. Chỉ có đồng bằng sông Cửu Long, tức là 6 tỉnh miền Tây của đồng bằng Nam Việt, may mắn là tại An Giang đã được ánh sáng giáo lý Đức Thầy ra đời, cho nên chúng ta luôn duy trì được gia phong lễ giáo thuần phong mỹ tục. Thì cô bác anh chị chúng ta thấy rằng ý nghĩa này đã mang đến một cái sự hãnh diện cao cả. Vừa rồi đối với cô bác anh chị em, bà Nguyễn Thị Bình đi qua bên Pháp hội nghị, bà mặc chiếc áo dài xỏ với mái tóc dài, đội chiếc nón lá bài thơ. Khi vào trong Pháp hội người ta vỗ tay rành rộ, thì khi hỏi ra mới biết được rằng là người ta nói rằng là cả 94 nước trên thế giới hiện bây giờ đất nước Việt Nam vẫn còn duy trì được bản sắc dân tộc. Tức là cái người đại diện cho Việt Nam sang qua hội nghị bên kia mà mặc chiếc áo dài, tức là chiếc áo bà ba, để biểu hiện cho một cái bản sắc dân tộc. Thấy chưa? Đó là nền gia phong lễ giáo. Chúng ta đã ảnh hưởng dòng nho giáo của Khổng Phụ Tử. Như vậy thì chiếc áo bà ba là một chiếc áo có ý nghĩa để chúng ta trở lại với cội nguồn, là tam can ngũ thường. Tam can tức là nó có chiếc áo, nó có ba cái dạng à, rồi bên nam đó thì đơm 5 cái nút, tức là tượng trưng cho ngũ thường. Tam can là quân thần can, phụ tử can, phu thê can. Ngũ thường là nhân nghĩa lễ trí tính. Còn bên nữ đó cũng ba dạng nữa mà may đơm 4 nút để biểu hiện là tam tùng và tứ đức. Tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu và phu tử tùng tử. Rồi tứ đức là công, dung, ngôn, hạnh. Thật ra đó, Đức Thầy dạy rất kỹ lưỡng cô bác anh chị em, để muốn trở lại với cội nguồn, nguồn phụng sự cho sống thân bằng một cách chu đáo, chúng ta cần phải hiểu được những điều này. Là bởi vì Đức Thầy đã cho biết qua câu đó là lớn lên phận gái cần chuyên, làm ăn thì phải cho xiên mới là, phải dình dục dẫu lòng tà, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Nghe lời cha mẹ cân phân, tam tùng dẹn giữ lập thân buổi này. À, rồi tình duyên chẳng kiếp thì dày, chứ đừng cãi lĩnh gió mây ngoại tình, đi thưa về cũng phải trình, công dung ngôn hạnh thân mình phải trao, công làm phải sửa làm sao, làm ăn các gì tầm vào. Chớ nên mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hớ hên mới là, chữ dung là phận đàn bà, dốc hình tươi tắn đứng đi dịu dàng, dầu cho mắt chữ nghèo nàn cũng là phải sửa phải sang mới màu, ngôn là lời nói mặc dầu cũng cho nghiêm chỉnh mới hầu khôn ngoan, đừng dùng lời tiếng pha ngang thì cha với mẹ mới an, tấm lòng thạnh là đức tánh phải không, ở cùng cô bác đừng cho mất lòng. Rồi bốn điều nếu đã làm xong cũng gìn chữ hiếu, phục tùng song thân. Cô bác mình nhớ là bên nữ nhớ giùm con đoạn này thôi, thuộc nhiêu đây thôi là phải nói là một người có đủ đầy đức tánh công dung ngôn hạnh. Mà người phụ nữ có đủ đầy đức tánh công dung ngôn hạnh thì sao? Thì ta khen đó. Yeah. Chứ không phải ta chê đâu, đừng sợ. Còn mấy cái người mà hôm rồi là cô bác anh chị em, con thấy có một cái cô này rất là đẹp, phải nói là rất đẹp luôn đó. Nếu mà đi thi qua hậu là cô cũng có thể trở thành qua khôi đó. Nhưng mà con bắt gặp một cái trường hợp coi như là rất là bình thường, coi như là giá trị của cô đã bị mất liền ngay trong tức khắc. Lúc đó coi như là con bắt gặp bên kia có một nhóm người thanh niên, và phải nói là những người có coi như là có tiền của không đó, những anh chàng này là con của đại gia không đó. Sau khi trầm trồ đang bàn tính với nhau định làm quen với cái người phụ nữ kia, tức là cái cô gái đẹp đó. Nhưng mà bất chợt lấy quay bên kia, chưa kịp làm quen nữa thì mấy anh bên kia quay qua nên nhìn thấy cô này móc cái gối dép ra cô bác. Cô ta mới đưa lên trên miệng và bật cái ống quẹt lipo lên hút. Mấy chàng trai bên kia bỏ qua luôn, không dám lời chọc vì biết tay này không phải tay tầm thường, không phải phạm. Nhìn thuộc thì ma quỷ chứ phải phạm. Yeah. Sao không? Vậy thì phẩm hạnh của một người thiếu nữ không còn nữa. Thấy không? Như vậy thì đây là chứng tỏ rằng Đức Thầy đã cho biết qua chi quá nhiều điều về xã hội đã đi đến cái chỗ mất đi cái phẩm hạnh luân lý. Cho nên hôm nay chúng ta muốn trở lại với cội nguồn cần phải biết những điều trên đặng trở lại với phận sự của chính mình. Thưa cô bác anh chị em, hôm rồi con có trở lại với cái tình thương thâm sâu nhất của cha mẹ. Bởi vì cái câu mà người ta thường nói là lên à non à, mới biết non cao, nuôi con mới biết à, công lao mẫu từ. Cái có cô thì cổ nói vậy, lão khẩu phải về lập gia đình đi nghe, có con mới hiểu được tình thương của cha mẹ. Tôi nói thôi bây giờ cho tôi sửa lại chữ,
Dạ. Nói à, lên non mới biết non cao, nghĩ suy cũng biết công lao mẫu từ. Chứ phải mà con mà có vợ có con nghe, thì bây giờ chắc cái lưng móc thích cái đầu cho mơm rồi, đâu còn thời gian đi nói chuyện nữa. Dạ, năm cưới vợ năm 16 tuổi đó, tới giờ không chừng 8 đứa con là đừng nói. Vậy thì cô bác anh chị em mình ơi, sau cái thời gian con đi bộ đội về là con đã nghĩ đến con đường giải thoát cho cuộc đời mình. Cho nên đã từ biệt hết tất cả cái cuộc ăn chơi, những cái trác tán thâu đêm quan đàn trà đình tử lý, giờ đây quay về với cái nguồn chân đạo lý, phải tìm ra một cuộc sống mới. Thưa quý vị, như vậy thì trở lại với cội nguồn ở nơi đây, thâm sâu hơn là cái chỗ này để mổ xẻ nè cô bác, chỗ này để mổ xẻ. Đức Thầy cho biết là thiên kinh giảng điển hiếu nghĩa di tiên, môn giảng quyển kinh của Phật Thích Ca đều dạy sự hiếu nghĩa làm đầu. Ngày xưa con nhớ đó là ông Vua Tướng, ông là con của cổ tẩu, thì lúc bấy giờ là một gia đình cũng rất là giàu có, nhưng mà là thôn giả, cho nên ông chỉ có hiếu với cha mẹ thôi. Vì mẹ của ông qua đời cho nên ba của ông đã có thêm một người vợ kế, đó là kế mẫu. Thì sau khi ở cùng với kế mẫu có được một người con trai nữa tên là Tự, thì lúc bấy giờ sau khi mà có được một người con trai, người kế mẫu kia vì muốn coi như là trọn cái sự quyền hành và tất cả gia sản đó thuộc về con của mình, cho nên tìm cách để hại Vua Thứng. Thì lúc bấy giờ đó bà mới nói với ông cổ tẩu như thế này nè, nói trong nhà thì thằng Thuấn nó lớn, vậy sao ông không kêu nó đi lên non lịch cài ruộng trồng lúa, đặng mà đem lúa thóc về đặng mà mình sinh sống. Thưa quý cô bác anh chị em, vì thương vợ mà quên con, lúc đó bắt đầu mới kêu Thuấn đi lên trên non lịch. Quý cô bác, mà ở trên non lịch làm sao mà cài ruộng trồng lúa được chứ, vậy đó mà ông Thuấn đi lên vì chữ hiếu mà ra đi, đi lên quải đồ hành trang lên tới trên non lịch cái rảnh, thì ông cài ruộng đó. Lúc đó bây giờ đó là chim nhặt cỏ, dôi thì cài ruộng, rồi mưa hòa gió thuận, chứ lúc đó hết mùa ông đem lúa về cho cha mẹ. Thì lúc bây giờ coi như là bà cổ tẩu rất là ngạc nhiên, tại sao đi lên tới đó là tất cả các loài thú dữ không à, mà sao mà Thuấn nó lên trển nó không chết, là nhờ chữ hiếu phải không. Sau một lần nữa bà kêu nói bây giờ ở hồ Lô Trạch, tức là cái biển đó, coi như là nơi đó rất nhiều sóng to gió lớn, kêu ông Thuấn đi ra ngoài đánh cá. Vậy mà ông Thuấn cũng dâng lời đi ra ngoài đánh cá. Ra ngoài kia thì sóng lặng gió im hết, rồi ông đánh cá, đem cá đem về cho cha này. Sau khi cái chữ hiếu đó đã được danh thơm lừng lẫy thấu đến Vua Nghiêu, Vua Nghiêu kêu lên và gả luôn hai cô công chúa Nga Hoàng Nữ Anh, truyền luôn cái ngôi báo là chỉ có chữ hiếu không đó. Thì hôm nay chúng ta cũng vì chữ hiếu mà có thể bước lên bờ giải thoát rất dễ dàng. Cho nên hôm nay còn bao nhiêu cái phẩm hạnh của gương hiếu đúng với cô bác, tức là trong thập nhị thập tứ hiếu, tức là 24 ông hiếu, mà trong đó chúng tôi đã nói ra một ông hiếu trong nhị thập tứ hiếu, tức là ông Vua Thứng rồi. Bây giờ kế tiếp đó là ai? Là ông Tăng Xâm. Đây là những cái hiếu đạo rất là quan trọng với cô bác mà chúng ta cần phải mổ xẻ. Ông Tăng Xâm ngày xưa đó, sau khi ông lớn lên được cha cho ăn học, lớn lên làm quan, vậy đó mà ông không có chịu làm quan, ông quay trở về ông nuôi cha mẹ. Một hôm ông đi làm ruộng, cài ruộng dây dưa đúng với cô bác, ông đi sau đó dắt đứt hết một cái dây dưa đi. Thì lúc bấy giờ ông Tăng Tích đó, ông mới nói là Tăng Xâm, bộ con đi làm quan con sung sướng rồi, về đây cha bắt con làm ruộng như thế này con cực khổ lắm phải không, con định coi như là cắt dây dưa lần lần phải không, cúi xuống cho cha đánh. Vậy đó mà Tăng Xâm cúi giữa vườn dưa luôn với cô bác, giữa ruộng dưa luôn vậy đó. Ông cúi xuống, cổ tẩu lúc này quá xá giận, dùng cái cây gậy của mình mà đánh Tăng Xâm. Sau khi đánh Tăng Xâm xong rồi đó, ông Tăng Xâm ông quay lại ông cười, ông hỏi cha đánh con mà cha hết giận chưa cha, thôi con cõng cha về nhé cha. Mình bây giờ mà đánh cái kiểu đó quay lại hả, nghĩa nhân mỏng dính như cánh chuồng chuồng, khi vui nó đậu khi buồn nó bay. Ông đánh con tôi luôn cho biết, nửa con nửa lớn ai nuôi ông. Còn ông Tăng Xâm hồi xưa không phải vậy, đánh rồi xong chơi rồi hỏi cha đánh con mà cha hết giận chưa cha, thôi con cõng cha về nghe, để cho cha mình hết giận. Sau khi cõng cha về xong rồi cô bác anh chị em biết không, ông mới lên lớp học, Khổng Tử không cho vô lớp. Lúc đó ông ta mới thắc mắc nói, tại sao ông xét lại lỗi của mình, ông xét lại nói mình không có lỗi gì trơn, tại sao thầy không cho vô. Ông mới nhờ Tử Lộ, nói Tử Lộ em hãy vào trong hỏi thầy ơi, huynh có lỗi gì mà thầy không cho vô lớp. Cái lúc đó Tử vừa lộ vô nói với Khổng Tử, Khổng Tử mới nói được rồi, ngươi ra ngoài kêu Khổng Tử vô đây cho kêu Tăng Xâm vô đây cho ta nói cho Tăng Xâm biết. Nói người có biết người có lỗi gì không, nó dạ bạch thầy con đâu có lỗi gì.
nói ngươi có mà mang lỗi bất hiếu. Lúc đó tăng xong ngạc nhiên với cô bác, tại sao con lại mang lỗi bất hiếu? Nói ngày hôm qua đó ta nghe nói rằng là ngươi ở ngoài ruộng dưa bị cha ngươi đánh mà ngươi cúi xuống cho đánh giữa ruộng dưa phải không? Nó dạ phải, đó là hiếu chứ tại sao lại là bất hiếu? Nó tại ngươi không biết, ngươi nên nhớ là thủ hiếu cũng phải tùy cách. Nếu như cha ngươi cầm roi nhỏ hay cho đánh, còn nếu cầm cái cây gậy, mà nếu hôm qua cha ngươi vì quá cơn phẫn nộ thịnh nộ đó mà dùng cây gậy đánh ngươi, lỡ ngươi chết, có phải ngươi mang tội bất hiếu không? Vì ngươi chết là không còn sống để thờ, là để phụng dưỡng cho song thân. Cái thứ hai là tâm tích phải mang tội bất nhân, vậy có phải chăng là ngươi bất hiếu hay không? Lúc đó tăng xong mới hiểu dở lẽ ra cô bác. Vậy thì hiếu đạo với cha mẹ không chẳng những là coi như là roi giọt rồi kính thờ rồi coi như là phải làm sao tùy duyên ứng xử. Cho nên lúc bây giờ nói ra mới dở lẽ, thì một hôm sau khi hiểu được lời giáo huấn của Khổng Tử, bắt đầu tăng xong trở về phụng sự hiếu đạo bằng một cách rất là chu đáo. Mỗi khi ăn cơm ra đó, ông nấu cơm xong trơn đem ra quỳ xuống dâng lên ngang mài, quỳ xuống dâng lên ngang mài để thưa cha dùng cơm. Ăn xong còn dư nó, cha ơi phần cơm này còn dư lại cho ai, hay là cha để lại cha ăn, hay là cha để cho con ăn. Hỏi xong trơn rồi đó, nếu mà cho người nào thì không phải đích thân cho người đó, còn nếu để lại cho ông ăn thì để lại, còn nếu không thì tăng xong mới ăn. Thưa cô bác, một hôm khi mà tăng xong đã thấy cha mình già rồi, ông ấy dâng trà lên cho cha. Thì lúc mà một hôm nọ dâng trà lên cho tăng tích á, ông ấy bưng cái tách trà lên nhưng mà tay chân nó già run rẩy cho nên làm đổ đi cái ly trà. Ông ấy bắt lỗi nó tăng xong: con hầu cha như vậy cực khổ lắm hả con? Lúc đó tăng xong vẫn nín thinh cúi đầu xuống: thưa cha, không đâu cha, con hầu cha rất là vui vẻ. Lúc đó hỏi chứ vui vẻ hả? Người cố tình không cho ta uống trà cho nên mới làm đổ tách trà. Cúi xuống. Lúc bây giờ tăng xong buông cái mâm trà xuống, cúi xuống cho cha mình đánh. Khi đánh xong đó tăng xong khóc với cô bác. Lúc đó ông mới bắt lỗi thêm hỏi: cha đánh con như vậy quan lắm sao mà con khóc vậy hả tăng xong? Nói: dạ thưa cha, cha có biết không, khi xưa đó cách đây mười mấy hai mươi năm về trước, cha đánh con giữa ruộng dưa con đau lắm, cha đánh cái cây lớn con đau lắm, nhưng mà con cười con không khóc là vì con biết sức của cha còn mạnh, cha còn sống bên cạnh của con rất rất lâu. Còn hôm nay cha đánh con không có đau nữa mà con khóc là gì? Con biết cha đã tuổi cao sức yếu, đi theo định luật của vô thường rồi, đây con sẽ mất đi một đấng cha hiền hiếu kính, đâu còn ai để dạy dỗ cho con, đâu còn ai để làm một sự che chở cho con nữa. Thành ra con khóc là vì sự mất mát mà con sắp sẽ mất, chứ không phải là con khóc vì cha đánh con đâu cha. Thưa cô bác, nói tới đây đã tăng tích rơi hai dòng lệ và ông ngước mặt lên trời nói rằng: tăng tích ơi, quả thật là ngươi đã tu nhiều kiếp lắm mới có được một đứa con hiếu đạo như vậy đó. Thì hôm nay xin thưa cùng cô bác, có biết bao nhiêu người trong xã hội đã vì cuộc sống của mình chỉ vì vợ, vì con, vì đồng tiền mà quên đi hết tất cả tình nghĩa sâu dày mà chính cha mẹ chúng ta đã dành cho chúng ta. Thưa cô bác anh chị em, nếu hôm nay chúng ta có mặt ở nơi này, cũng như quý cô bác lớn tuổi đã từng làm cha mẹ, đã hy sinh cả một cuộc đời, đã trải tiếp dòng sương, đã một nắng hai sương, đã thức khuya dậy sớm tay lắm chân bùn đào sâu cuốc bẩm, cũng chỉ vì nuôi con, không phải không cô bác? Hy sinh cả một cuộc đời như vậy đó, nhưng mà phận làm con đâu mấy ai hiểu thấu. Thưa quý vị, thậm chí bây giờ cô bác anh chị em mình ngồi đây là có những bà cụ hiện bây giờ đang suy nghĩ về nhà, không biết bữa nay ở nhà con của mình nó sao, thấy không? Lo lắng gì đó. Rồi nếu có những bà mẹ già đang ở nhà đó, hiện giờ đang suy nghĩ trở lên miền Tây Sơn, không biết lúc này nó lên núi đó mấy ông đạo cho nó ăn ngủ sao nữa, nó có lạnh lẽo hay không, thấy không? Vậy thì qua một đoạn kinh mà báo hiếu phụ mẫu ân trọng kinh điều chú Bảy Ưởng tạm dịch phóng tác là như thế này: ông thứ tám vậy thì kế tiếp khi người con có dịp đi xa, mẹ cha đứng tựa cửa nhà ngóng trông con trẻ xót xa can tràn, tâm hồn mãi mơ màng vơ vẩn, tư tưởng luôn quanh quẩn bên con, xác thân già yếu hao mòn bởi chừng quá đổi thương con mới là. Tình thương này chúng ta có thể quên được không cô bác? Như vậy thì cái nghĩa sanh thành ân dưỡng dục chúng ta cần phải thấu đáo được cái cội nguồn. Nói tới đây
Đức Thầy lại nhấn mạnh với một câu như thế này nè cô bác: cách đây khoảng hơn một năm nay, con phải quay trở lại dưới mái ấm của gia đình. Có nhiều cô bác, anh em đồng đạo và tất cả các quý vị ở trong các đoàn, có nhiều khi gặp con cái bắt đầu trách nên sao lúc này ông khẩu ít có đi theo đoàn. Thưa quý vị, không gì hơn là con đã đọc lại giáo lý của Đức Thầy mới hiểu được rằng Đức Thầy đã nương gia đình, kính trọng cội thung, lo nâng đỡ trong ngày tuổi hạn. Tức là cha mẹ tuổi đã về chiều, mẹ của cháu đã qua đời cách đây gần 10 năm, và gần đây nhất khoảng 2 năm là ba cháu cũng mang một chứng bệnh nan y giống như bà mẹ là tai biến mạch máu não. Cho nên con phải quay trở về để phụng dưỡng cho cha. Ngày xưa đã suốt một khoảng thời gian dài dặn đã phụng dưỡng cho mẹ suốt gần 18 tháng. Mà nói thiệt với cô bác anh chị em nghe, mặc dù là khi trở về phụng sự cho cha mẹ lúc mà bệnh hoạn ốm đau, nếu chúng ta không có sức kiên nhẫn, khó làm đúng không? Bởi vì đâu phải chỉ một ngày một bữa, mà cái người bệnh đó là không phải cái tánh bình thường. Nếu mà chúng ta còn đủ đầy sức khỏe thì chúng ta rất là dễ dàng. Nhưng mà khi bệnh hoạn, những cơn đau hoành hành từng đường gân xớ thịt, tới lúc đó nỗi cơn đau đã làm phiền động rồi, thì đừng nói chi là sự săn sóc không chu đáo. Thưa quý cô bác anh chị em, bà mẹ ngày xưa bà rất là lớn người, bình sinh là bà 70 kg. Lúc mà bà ngã bệnh rồi bà vẫn còn 60 kg. Vậy đó mà khoảng nửa tiếng đồng hồ cái bà nói: ẵm mẹ xuống giọng đi con. Thì con phải ẵm xuống đi giọng. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau mới ẵm mẹ lên giường. Cứ như vậy mà xuyên suốt với cô bác. Tại vì tai biến mạch máu não tức là máu nó lên rất là cao, 29 độ, 30 độ. Do vậy mà trong cơ thể nó nóng phải nó là nóng ghê tởm đó. Thành ra không thể nào chịu đựng nổi, chỉ còn cách là phải thay đổi vị trí. Nhưng mà nếu chúng ta không có kiên nhẫn thì sao? Thì chúng ta sẽ không có sự kính thành. Và có đôi khi chúng ta cũng phiền động. Đây là những chỗ mổ xẻ này. Chứ chúng ta nói gì chữ hiếu thì rất dễ rồi. Chúng ta có thể bỏ tiền ra cho người khác nuôi thì rất dễ rồi. Nhưng mà quan trọng là chúng ta phải kiên nhẫn để nuôi dưỡng. Vì sự nuôi dưỡng của chúng ta mới có thể chu đáo hơn. Thì gần đây cũng vậy với cô bác. Ba cháu bị liệt hết nửa thân người. Mà cháu đọc lại giáo lý của Đức Thầy ngày đã cho biết đó, là rủi ốm đau bởi tại căn tiền. Căn tiền tức là kiếp trước. Rồi hoặc khi kiếp tức là kiếp này, làm điều bảo ái, phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn giấy Phật trời, nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống phước động từ bi hỷ xã, đến thần minh công bình trực dạ, đâu ăn lo đổi quả làm mai. Vậy thì lúc bây giờ cháu đọc lại đoạn này mới hiểu được ra rằng là mình phải cần làm một cái gì đó tích phước cho cha. Cho nên gần đây khoảng trên dưới gần 3 năm nay đó, là con dành dụm được bao nhiêu tiền thì con sẽ làm đĩa, làm băng giảng của Đức Thầy, chính con thuyết hoặc con đọc giảng. Để chi mỗi một chuyến đi núi con gửi tặng cho tất cả cô bác anh chị em là một món quà lưu niệm, mà chính chỗ đó để hồi hướng phước báo cho ông cha. Làm như vậy với cô bác trải qua một thời gian không lâu thì vừa thuốc thang, vừa săn sóc, vừa dưỡng nuôi và đồng thời vừa bố thí chuyển cái phước báo đó về cho ông già. Cho nên chính vì lẽ đó mà hiện bây giờ ông đi đứng lại được bình thường. Nỗi mừng này không thể kể xiết với cô bác. Vì con đã một lần tiễn biệt người thân thương về miền chỉ lộ, đó là người mẹ hiền yêu kính. Thưa quý cô bác, giờ đây con cảm thấy mình chỉ còn là một hạnh phúc nho nhỏ là ông cha. Cho nên cố gắng phải duy trì như thế nào đó. Mặc dù biết rằng Phật pháp là một điều rất quan trọng, nhưng mà giờ phút nào ông cha ở nhà mà ổng có một cái sức khỏe đủ đầy, ăn được ngủ được, thì lúc đó mình mới yên tâm để đi làm phận sự. Mặc dù đi như thế này nè cô bác, con nhớ lại lúc trước con xài cái điện thoại di động đó, thì có số anh em huynh đệ cũng trách nói tại sao tu sĩ mà xài cái di động dường như thấy sang quá. Nhưng mà cũng nhờ cái di động đó cô bác, con thấy cái di động này đối với con không phải là sự sang trọng, mà cái di động này đối với con nó có rất ý nghĩa. Là có một lần con đi ra Vũng Tàu cùng thăm mấy ông sư ở ngoài Vũng Tàu với mấy người bạn, thì bất chợt lúc đó có mấy chị ở dưới quê đó là điện đi lên báo tin rằng là hiện giờ ba đang nhập viện ở Rạch Giá, đang nhập bệnh viện lớn. 4 giờ chiều con còn đang có mặt ở tại Vũng Tàu, mà 12 giờ đêm đó là con đã về tới Kiên Giang, kịp lúc để về tới bệnh viện. Từ ở ngoài Vũng Tàu về tới Sài Gòn là 160 km, từ Sài Gòn về tới đây là trên 200 km, mà về tới với Kiên Giang dưới đó là khoảng gần 300 km, cộng với 100 mấy chục km là trên dưới 400 km. Con chạy chỉ trong vòng 7 tiếng mà 400 km. Ôm chiếc xe riêng mà chạy từ Vũng Tàu về tới với Kiên Giang là 7 tiếng đồng hồ là về tới. Về gặp lại ông cha trong bệnh viện, chỉ hỏi ba con khỏe không, ba là con sống. Hỏi ông khỏe không, ông nói khỏe là con sống bên đây. Nhưng mà vui với cô bác, con nói lúc đó tốc độ đó chỉ cần một con chó chạy ngang thôi con cũng đủ chết.
mà lúc đó dường như là cái sức mạnh của tâm linh, tình thương nó đã thúc đẩy mình không còn biết nguy hiểm nữa cô bác. Con nói lúc đó mà dầu sôi lửa bỏng giờ con cũng đi vào nữa. Chứ đừng có nói chi mà sự nguy hiểm gian truân. Vì thấy được cái nghĩa sanh thành ân dưỡng dục nó quá cao cả rồi. Nói tới đây nè, quý vị mình mới thấy được rằng là ân sanh thành nghĩa dưỡng dục nó cao cả, nó thâm sâu nè. Ân thứ chính kể ra thảm thiết, vì nuôi con tạo việc chẳng lành, hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp sao. Khi bỏ xác hồn vào địa ngục, chịu muôn điều cầu túc ba chân, nghĩ thương cha mẹ vô ngần, vì con mà phải trầm thắng sáu đường. Như vậy có phải chăng là sự hy sinh của cha mẹ đến mức độ mà đọa xuống địa ngục vẫn làm? Vẫn không, là chỉ vì nuôi con thôi. Vậy thì hôm nay chỉ nếu chúng ta là người con để trở lại cội nguồn để báo hiếu cho song thân, chúng ta phải làm sao cô bác? Thôi bây giờ đọc câu này là nghe dở lẽ liền. Vừa qua chúng ta tạm nghe lại hai điều trong 10 điều ơn và đọc lại cái điều thứ ba. Điều thứ ba tức là ba điều này là đủ điều kiện để chúng ta suy gẫm được để so sánh là tội phước. Thôi bây giờ mời cô bác anh chị em cùng với chúng tôi bắt đầu thực hiện cái điều này. Ơn thứ 10 tình thương cao cả của mẹ cha thật quá sâu dài. Trong đời có một không hai, xó cùng biển rộng xá tài non cao. Phần làm con sớm mau đền trả, vừa dưỡng nuôi vừa khá tu tâm. Sống con cung phụng ân cần, thác thời cầu đăng gửi thân liên đài. Vậy thì ở ăn cho chuyện mười ơn, cảnh tình hiền đức gặp cơn khải quan. Không còn hạnh phúc nào hơn nữa đâu cô bác anh chị. Vậy thì chúng ta muốn báo hiếu cho song thân để trở lại với cội nguồn là chúng ta phải lo cho cha mẹ khỏi đối rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau, ghi sự hòa hảo trong đệ huynh, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể không hối tiếc của cô bác. Như hôm rồi có một cái cô tu sĩ ở tại cái thốt nốt con miệng nói ta, cái cô này đó cổ chấp vào cái ân tam bảo cho nên cô luôn luôn chuyên chú hành trì. Cô đi vô trong thất cô sống tu trọng của cô bác, mà lúc đó đó là bà mẹ của cô hấp hối đang nằm trong bệnh viện. Đồng đạo mới tới nói thôi bây giờ xả thất ra đi, đi nuôi bà mẹ xong đi rồi về muốn nhập mấy khóa được được đó. Cái lúc đó cổ nói giờ tôi còn có tuần nữa là tôi mãn thất rồi, lỡ phát nguyện là vô thất tháng, thôi giờ còn có tuần nữa là tôi mãn thất rồi, giờ mấy đồng đạo cố gắng giúp đỡ giùm tôi nuôi dưỡng bà mẹ dưới bệnh viện giùm. Thưa cô bác anh chị, con nói tu này không có đắc đạo, không có đắc đạo. Tức là nếu hiếu đạo của song thân mà làm chưa tròn, tu không đắc đạo, chắc chắn là vậy. Thì lúc bây giờ bà thiện đi ra, chỉ có hai hôm sau thôi, tại vì ta đã báo tin là hấp hối rồi. Hai hôm sau bác sĩ bó tay, rồi chuyển về tới nhà. Một đêm thứ ba nữa là bà về miền thị độ. Khi báo tin cho cô biết là không kịp một tuần nữa đâu cô ơi, mà giờ mẹ của cô đã qua đời rồi. Lúc đó chỉ còn có Nam Mô với là Phật, còn cắt dỗ giả rồi chạy về. Lúc này khỏi còn xá thất luôn, nó chạy về luôn à, khỏi xá ai nữa cơ. Chạy về ôm chầm lấy bà mẹ và hối tiếc cho đến mức độ mà hiện bây giờ cô bị, dường như là cô bị tâm thần luôn quá. Cô hối tiếc cho cuộc đời của mình là vì phút cuối cùng mà mình không được tiễn đưa bà mẹ, không làm tròn nhiệm vụ của mình, cho nên sự cắn rứt của lương tâm làm cho cô bây giờ bị tâm thần luôn. Bây giờ khuyên cái cô niệm Phật rồi này kia nọ, cô nói thôi không còn tu hành gì hết trơn, giờ tôi quá hối hận cuộc đời của mình, giờ phụng dưỡng cái cha mẹ mà không rồi là giờ đây không còn gì để nói hết trơn. Bởi vậy người ta hối tiếc qua với những câu là nhất túc bất thành thiên cổ hận, tái hồi đầu thì bắt niên nhân, nghĩa là một bước xa chân là ngàn đời ân hận, còn quay đầu trở lại là chính xuống ngậm ngùi. Cho nên lúc bây giờ chỉ còn có cách hối tiếc là ngó lên nhang tắt đèn lờ, nhớ thương cha mẹ bây giờ còn đâu, ơn dày nghĩa nặng tình sâu, dưỡng nuôi con trẻ mau lâu chẳng màng.
Vậy là muộn rồi phải không cô bác? Lúc này mà mình hối tiếc ăn năn là muộn rồi, không còn kịp lúc để phụng dưỡng cho sống tới nữa đâu. Vậy hỡi những ai, hỡi những ai còn có mẹ có cha, hãy kính trọng mẹ cha như hai vị Phật sống. Muốn đền ân nghĩa sanh thành, chỉ có tu hành mới cứu được mẹ cha. Ngày xưa đã hiếu một kỳ duyên, không tu hành đắc đạo không thể cứu được bà mẹ là thanh đề tại địa ngục A Tỳ. Mảnh gương đó vẫn để lại cho chúng ta bằng một yến sáng và đã xoay vào trong tâm khảm của chúng ta. Vì tất cả cô bác anh chị em cùng với chúng tôi hãy cố gắng nhiều hơn nữa. Chứ lúc mà nuôi dưỡng cha mẹ khó lắm đó cô bác. Bởi vì chúng ta phải lo cho ăn nè, rồi lo cho từng giấc ngủ nè, phải quạt nồng ấp lạnh dân cơm dừa nước đủ thứ hết. Vì vậy mà cái thực hiện của cái chương trình này rất khó. Cho nên chúng ta cần phải có một sự kiên nhẫn. Mà Đức Thầy cho biết là kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dẫu có gian nan giả thế này, vàng đá bao phen cơn nước lửa chỉ thao lắm chuyện lúc nào hài, bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp gắn chiếc trong mong tựa tiệc khai, thiên địa tùng quần gom một mối phàm trần dẻn kiếp kiến bồng lai. Vậy thì bây giờ hôm nay cái ý thứ nhất là chúng ta cần phải cố gắng phụng dưỡng cho song thân bằng một cách chu đáo, đó là chúng ta trở lại với cội nguồn bằng một cách rất thiết thực. À, thôi không làm sao chi tiết trình bày cho hết ý được, nội hai cái chữ mà hiếu thân thôi với cô bác, trình bày luôn tiếng rưỡi đồng hồ chưa hết. Nhưng mà vì cái cuộc phim có tiếng hả, thì thôi bây giờ tạm dừng lại cái ý thứ nhất. Những mong là tất cả cô bác anh chị em cũng như chúng tôi nơi đây, chứ không phải con nói để khuyến khích cô bác, mà là nói cùng với chúng tôi đang thực hiện cái chương trình này. Vậy chúng ta phải cố gắng vâng lời cha mẹ, rồi nghe lời cha mẹ dạy dỗ, và đồng thời chúng ta phải cung kính dưỡng nuôi bằng một cách chu toàn. Như vậy thì chúng ta sẽ không hối hận về sau. À, đây là nhiệm vụ mà tất cả chúng ta ai cũng phải làm. Không ai mà không thọ ân của cha mẹ, từ tấm bé cưu mang cho đến lúc trưởng thành. Đức Thầy đã cho biết đó là từ tấm bé đến lúc trưởng thành đủ trí khôn ngoan, trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy cha mẹ ta chịu biết bao nhiêu sự khổ nhọc. Bây giờ đó cô bác anh chị em, có những gia đình nuôi con tới lớp 12 rồi cho con nghỉ luôn, không lo được tới đại học. Vì sao? Vì hết tiền nuôi. Ha? Mà cha mẹ đã tận tụy bao nhiêu rồi, hết có khả năng để nuôi cho con ăn học để đến lúc thành tài. Vậy thì sự hy sinh đó, nếu chúng ta dắt lại chi tiết tìm hiểu từng phần một, thì nghĩa sanh thành ân dưỡng dục sẽ ra sao đây? Nhưng mà cô bác ơi, ơn cha, công cha, nghĩa mẹ, nhưng mà còn ân thầy. Con nói là con bất hạnh là gì? Mở mắt chào đời, sanh sao nở muộn, khi mở mắt chào đời là thầy đã đi xa. Nhưng mà may mắn thay là giáo lý còn đây, chân dung còn đó, cho nên con mới được có được một cái hãnh diện như ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ chuyển qua với cái ý thứ hai, tức là trở về nguồn cội của xuất thế gian. À, nãy giờ cái nguồn cội của thế gian là mình đã cố gắng làm rồi. Vậy thì trở về cái nguồn cội của xuất thế gian chúng ta phải làm sao cô bác? Trở về với nguồn cội xuất thế gian đó, tức là chúng ta phải trở về với chân tâm thanh tịnh. Mà muốn trở về chân tâm thanh tịnh thì sao? Chúng ta phải hiểu rõ cái chân tâm là gì. Bây giờ cái thứ nhất đó, định nghĩa về cái chữ tâm. Cái chữ tâm đó là nó có một dần trăng khuyết theo cái chữ bán nguyệt của Nho Học. Nó có ba dấu chấm. Thì Phật học có định nghĩa rằng là tam điểm như tinh tượng, hoành câu, tợ nguyện, tà, phi mau, tùng tử đắc, tố Phật giả như do tha. Nghĩa là tam điểm như là gì? Sao tinh tú cộng với dần nguyệt kia là một cái sức sáng để cho chúng ta trở về cái sự nhận xét. Cũng như Đức Thầy nói là ra khuyên dân hẹn có sơn minh, dìu ba tấm nước câu thể hại. Như vậy thì ở nơi đây, nếu định nghĩa về chữ tâm nó có ba ý chính. Một là nhục đoàn tâm là trái tim của chúng ta. Hai, duyên lữ tâm là cái tâm của chúng ta truyền phượng theo các cảnh. Ba là chân như tâm, tức là cái tâm thanh tịnh. Mà Đức Thầy đã cho chúng ta biết qua câu là cho hồn linh cai quản châu thân, lấy chân nhân dẹp tất phàm trần mới có thể mong về cực lạc. Vậy thì nếu muốn trở về với chân tâm thanh tịnh đắc thành đạo quả, thì vừa qua chúng ta đã có một nền tảng hiếu đạo rồi, kế tiếp theo đó là hành trì pháp môn. Thưa cô bác anh chị em, vậy bây giờ hành trì pháp môn chúng ta có những gì? Đầu tiên là chúng ta phải cố gắng thực hiện chương trình ăn chay. Bây giờ chữ ăn chay đó, nó có một điều rất là quan trọng. Hiện bây giờ đó cô bác anh chị em mình biết, nếu như chúng ta ăn chay thì chúng ta sẽ có sự an lạc của chính bản tâm mình. Hiện bây giờ đất nước Trung Quốc của cô bác và Nhật Bản, người ta đã khuyến khích ăn tẩu rất nhiều. Mặc dù ta không nói về ăn chay tu hành gì, nhưng mà ta khuyến khích ăn tẩu. Là vì ăn chay nó đã bồi bổ được cho cơ thể. Hiện bây giờ đó cô bác anh chị em mình biết là cái thực phẩm mặn bây giờ nó rất độc tố, rất là tổng độc tố. Cho nên nếu chúng ta ăn chay thì chúng ta đã duy trì được sức khỏe. Và con có đọc lại tờ báo của Nhật Bản, nó cho biết rằng đó là cái người mà ăn chay từ 5 năm
thì sẽ cất nhà gần ở bên cái hãng xưởng mà chế ra chất độc 5 cây số. Cái người mà ăn chay từ 20 năm sẽ được vào bên trong để chế biến thuốc độc, tức là thuốc sâu, thuốc rầy đó, vân vân. Và đồng thời sau khi mà cái người đã ăn chay trường thì có thể tránh được tất cả các chất độc vũ khí sinh học của trong tương lai. Mà cô bác anh chị em mình ơi, Đức Thầy nói cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, sao dân còn chiếu mến trần mê, mắt nhìn ngoại quốc thảm thế, thì Nam Bang cảnh khổ cũng kề bên tay. Đức Thầy cho biết đó là để nước đến chân mới nhảy đùng ác phải lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chững mới như rầu, làm sao lo liệu tu cho kịp, mà tới lúc đó bập bẹ Nam Mô cũng nhọc cầu. Vậy thì bây giờ hôm nay hành trì pháp môn để trở về với nội tâm yên tĩnh là chúng ta có hai pháp, tức là cúng lại và niệm Phật. Khi chúng ta đã có một cái ăn chay để làm nền tảng rồi, mà Đức Thầy đã dặn cho chúng ta rất kỹ lưỡng là chữ Nam Mô trì giới giữ chay, chay được tánh, chay tâm mới quý. Vậy thì bây giờ hôm nay khi chúng ta trở về với cái pháp môn tu hành để hành trì được pháp môn đi đến chỗ chư tâm thanh tịnh chứng quả, là chúng ta có thiền tịnh song tu. Trong thiền tịnh song tu nơi đây đó, có nhiều cô bác anh chị em đồng đạo mình lại hiểu lầm rằng là Đức Thầy dạy về pháp môn tịnh độ không à, chứ không có dạy tu thiền. Nhưng mà gần đây con để lại tìm hiểu sâu sắc hơn nữa là Đức Thầy dạy chúng ta có hai pháp là thiền tịnh song tu, phước huệ song tu. Bây giờ thiền tịnh song tu là gì? Thiền tức là cái pháp môn cúng đại của chúng ta hồi nhiều đúng không cô bác? Cũng như đêm nay là đầu hôm và buổi sáng nay chúng ta đều có cúng. Mà có đôi khi cái bài cúng đó, con nhìn thấy con số quý cô bác ở bên trái của mình vẫn còn không lên đi cúng. Có một số quý vị không lên cúng, nghĩ rằng là thời cúng quá đơn giản cho nên chắc là không lên cúng chứ không có gì lạ. Nhưng mà cô bác ơi, rất thâm sâu cho thời cúng của chúng ta, vì thời cúng của chúng ta nó đạt đến cái mục đích tối thượng, có nghĩa là bất khả tư nghị của pháp môn. Vì sao? Đây là tối thượng thừa của thiền tông. Bởi vì Đức Thầy nói là kệ kinh tụng niệm đêm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Vậy là hai cái thời cúng lại, chứ tụng là đọc mà chứ niệm là tưởng nhớ. Mà tụng đọc và tưởng nhớ như vậy đó là chúng ta trở về với chánh niệm của thiền tông. Vì tối thượng thừa của thiền tông là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và vô thượng thừa của thiền, mục đích của nó là giữ chánh niệm. Vậy bây giờ chúng ta vào trong thời cúng là chúng ta giữ được chánh niệm phải không? Có ai vô thời cúng mà còn suy nghĩ chuyện khác không cô bác? Không có suy nghĩ, tự nhiên vọng tưởng nó xen vào thôi chứ không bao giờ suy nghĩ nữa. Vậy là chúng ta đã gác hết tất cả muôn duyên, vậy là chúng ta đang đi vào trong thiền định. Cho nên thời cúng của chúng ta, thôi bây giờ xin được trình bày nha. Hai thời công vua của chúng ta chỉ có 15 phút thôi cô bác, mà nó liên quan tới 7 bộ kinh của chư Phật. Liên quan tới 7 bộ kinh của chư Phật. Bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi tham khảo nha. Một cái thứ nhất trong bài quy y, trích đoạn thôi chứ không nói sao cho hết được đâu. Có lẽ là thời gian nó đã cạn dần rồi của cô bác. Cái thứ nhất Đức Thầy cho biết đó là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần, Nam Mô Thập Phương Phật Phương Pháp Phương Tăng, Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cựu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Mà cảm ứng chứng minh là nguyên một loạt trang này cho chúng ta đọc để mà tôn kính. Nhưng mà đoạn này là đoạn của mình cô bác. Nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh giữ quy y theo mấy ngày tu hiền cho Phật đạo. Vậy đọc cái bài quy y này là liên quan đến cái bộ kinh sám hối của chư Phật. Nay con nguyện cải hối ăn năn tức là bộ kinh sám hối của chư Phật. Đọc đáo vậy đó cô bác, chỉ đọc con khúc vậy đó mà liên quan kể cả một bộ kinh của chư Phật qua bộ kinh sám hối. Rồi Nam Mô Nhị Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Mà phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật là có ai độ đó cô bác? Chỉ có Đức Phật mới độ được thôi. Mà đâu phải chỉ một ông Phật mới độ chúng sinh, cho nên hàng hà sa số Phật bên kia. Vì vậy mà Đức Thầy cho chúng ta đọc lại cái nhịp cầu đầu tiên trong bài Tây Phương Ngũ Nguyện là chúng ta đọc lại cái bộ kinh Hồng Danh của chư Phật. Hồng Danh của chư Phật, Đức Thầy cho biết là Tây Phương chư Phật tới hàng hà lắm. Có ai đọc hết Hồng Danh chư Phật không? À, nào là Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi A Di Đà Phật, rồi Nhiên Đăng Cổ Phật nè, rồi Di Lạc Phật nè, Ca Diếp Phật, Mục Kiền Liên Phật, cái đó dân dân và dân dân, làm sao đọc hết được không? Như vậy thì ở đây Đức Thầy cho chúng ta qua một câu một là hết, không còn sót một Phật nào nè. Đức Thầy nói Nam Mô Thập Phương Phật, không sót một Phật nào trơn, phải không cô bác? Thập Phương Phật là 10 phương chư Phật, không sót một Phật nào. Cũng như con nói kính thưa toàn cả quý vị trong hội trường kính mến, là không sót người nào trơn, già trẻ bé lớn ngồi đây là có mặt hết, có được kính thưa hết đó. Mà kính thưa từng người một nó không đủ, thành ra Đức Thầy nói là rút trong các luật các kinh, tức là đem từ tất cả những tinh hoa của nó, rất là thâm sâu với cô bác anh chị. Vậy thì mới có giới thiệu không là hai bộ kinh phải không? Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An, tức là cái bộ kinh này gọi là bộ kinh cứu khổ. Vậy độ cho thế giới được bình an,
Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Huyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh là bộ kinh của chúng Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh, vì trong đó có Cửu Huyền Thất Tổ. Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Hộ Tây Được Tam Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương là bộ kinh Du Lan Bồ Báo Hiếu. Phụ Mẫu Tây Được tức là cha mẹ còn sống, mà Tam Long Phước Thọ là sống lâu. Phụ Mẫu Quá Khứ tức là đã chết, mà đã chết thì được giảng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc. Vậy có phải chăng là chúng ta đang làm Du Lan Báo Hiếu không? Vậy thì đọc cái câu Tam Nguyện Cầu là chúng ta đang làm lễ Du Lan Báo Hiếu liên quan đến bộ kinh của Du Lan Báo Hiếu. Tứ nguyện cầu báo tánh dạng nhân từ tâm bác ái giải thoát mê ly, mà giải thoát mê ly tức là năng trừ nghiệp hoặc, tức là liên quan đến bộ kinh Kim Cang của chư Phật. Rồi Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Mà hãy đắc đạo quả tức là liên quan đến bộ kinh của Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, cái bộ kinh mà sắc tức thì không không tức dị sắc, sắc bất dị không không bất dị sắc, tức là cái bộ kinh mà trở về với chân tâm thanh tịnh là bộ kinh của Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Tàu dịch là Đáo Bỉ Ngạn, còn việc người Việt chúng ta dịch lại theo Phật học phổ thông đó là Sang Qua Bờ Giang. Vậy thì chỉ có hai thời công phu chúng ta là liên quan đến bảy bộ kinh, mà Đức Thầy cho chúng ta mình tụng có 15 phút là bằng bảy bộ kinh của mấy ông sư đang tụng bên kia. Nói tới đây thì nó hơi kẹt cái tôn giáo bạn ha, nhưng mà phải nói vậy đó cô bác, để chúng ta thấy được cái chiều sâu trong cái bài cúng. Chứ Đức Thầy đã cho biết rằng là khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc dạng toàn dân, chớ nên làm vướng làm càng trong lúc ấy niệm cho lấy có. Vậy chúng ta niệm mà giữ được chân tâm thanh tịnh thì sao? Kết quả thâm sâu lắm cô bác, vì chúng ta còn đang tu tập nơi đây, chỉ cần một phút giây thanh tĩnh yên lặng là chúng ta đã cứu giác của quyền của mình về Tây Phương Cực Lạc. Bằng chứng qua câu Đức Thầy cho biết là ráng tu đắc đạo cứu của quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn về công sáng tạo cho ta hình giác Phật tới quyền. Vậy chứng tỏ rằng hôm nay chúng ta tu chưa đắc đạo mà mình đã cứu giác được người thân rồi. Thâm sâu cô bác, cho nên ở nơi đây không chẳng những là đã liên quan bảy bộ kinh của chư Phật mà còn đền trả luôn bốn ơn. Vì nhất nguyện cầu là đền ơn cho đồng bào và nhân loại, nhị nguyện cầu, tam nguyện cầu là đền ơn cho tổ tiên cha mẹ, tam nguyện cầu là đền ơn cho đất nước, tứ nguyện cầu là đền tứ ngũ nguyện cầu là đền ơn cho tam bảo luôn. Vì trong đó có đắc đạo, trí huệ thông minh với đắc đạo quả, mà đắc đạo là tức là chúng ta đền ơn cho tam bảo, thì phải nói là thâm sâu với cô bác. Còn luôn kể cả thứ sáu cái một lợi ích lớn nữa là được thiền, được tịnh, được định, được huệ, được phước báo vô biên và được nhân duyên vô tận. Chỉ có hai thời cúng đó cô bác, mà định nghĩa nổi hai thời cúng này thôi con định nghĩa luôn suốt cả tiếng rưỡi đồng hồ chứ hết. Nó thâm sâu đến như vậy đó chứ không phải bình thường đâu ạ. Cho nên chúng ta chỉ nghĩ rằng mình cúng là phận sự đó mà, bởi vì đọc tới câu của Đức Thầy nói sự cúng lại là điều phụ thuộc để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm, thành ra chỉ cho đó là phận sự thôi chứ không cho nó là thâm sâu. Cho nên mình cúng thì mình cũng hờ hững, tới thời cúng thì mình cũng giải đãi. Vậy thì từ đây về sau đó Đức Thầy đã cho biết qua câu đó là sớm với chiều gắn ký nguyện cầu thì sẽ được tòa chung dự kế là đắc đạo chứ còn gì nữa không. Hay là lo lo liễu liễu chịu tiến trận, có một hội này lập lấy thân, nếu để trễ chạy rèn chẳng kịp, khuyên ai khuya sớm răng chiên tình. Đó, vậy là vô hay. Vậy thì cho không chẳng những hai thời cúng của chúng ta đã mang đến một ý nghĩa giải thoát mà còn cứu giới được người thân, thì hôm nay sự báo hiếu nền tảng căn bản của chúng ta hồi nãy đâu có mất đâu phải không cô bác? Quá hạnh phúc luôn. Thầy chỉ mình một con đường rất là di diệu luôn. Bây giờ tiếp theo đó là gì? Là pháp môn hành trì. Bây giờ chúng ta đã có được hai thời cúng phu rồi, bây giờ tới pháp môn hành trì, tức là chúng ta sau thời cúng phải ngồi lại niệm Phật giữa trái nhiều theo sức khỏe. Bây giờ ngồi lại niệm Phật cho tinh chuyên. Tôi thường nói câu là niệm Phật không có khó chỗ bền lâu, bền lâu không có khó chỗ nhất tâm, nhất tâm không có khó chỗ bất thối chuyển. Thưa cô bác, bây giờ mình niệm Phật, thật ra hôm rồi con về nói chuyện khóa niệm Phật ở nhà của cô Bảy Lánh với cô bác, là chú bác và đồng đội của mình về đó là toàn là những nhà coi như là cao thủ không đó nghe. Quý chú bác là mỗi người tu 40-50 năm không đó. Cái bữa đó con về con hỏi chút xíu mà lộ bí mật liền với cô bác. Con nói bây giờ sau khi mà mãn cái chương trình niệm Phật, được sứ ngôn viên người ta cho phép là chương trình niệm Phật sẽ được tạm dừng nơi đây, xin mời quý vị giải lao 15 phút. Con hỏi hết tất cả cô bác anh chị em, trong khi giải lao 15 phút còn ai nhớ niệm Phật đâu? Lúc con đính thinh rồi quý cô bác, không còn ai, không ai nói gì cả. Con nói vậy là 15 phút này 15 phút sao? Vậy là 15 phút chúng sanh. Vì 15 phút này đâu còn nhớ Phật nữa. Vì
Bây giờ thì chúng ta phải niệm làm sao bất cứ chuyện, tức là bất cứ một lúc nào trong tư tưởng của chúng ta đều nhớ câu thần danh của Đức Phật A Di Đà. Như vậy đó mới gọi là bất cứ chuyện. Điều này hành khó, rất khó cô ấy. Cho nên ở nơi đây đó, chúng ta phải cần cố gắng ôn tập làm sao khi mình tiếp thiện với một người nào đó thì chúng ta qua ngôn ngữ trao đổi, nhưng mà khi vừa dứt chúng ta phải nhớ lại câu niệm Phật liền. Như vậy đó mới gọi là bất thối chuyện, chúng ta không quên. Chứ có đâu thời gian đâu mà khi buông ra niệm Phật cái bắt đầu nhớ chuyện chúng sanh. Ngay trong chỉ có 15 phút thôi à, mới có xả ra cái cô bác biết sao, mới xả ra cái sao chị, nhà của chị được mấy đứa con, cái nói tôi được hai đứa con gái thằng trai. Dạ, cái cô bên kia cổ nói tôi thì được hai thằng trai đứa con gái, vậy tôi chỉ làm xui, mà mới niệm Phật nó buông ra cái làm xui. Thưa cô bác anh chị, như vậy thì chúng ta đã vô tình làm cho lớp trẻ kia đi vào dòng tội lỗi, thấy không? Tại sao hôm nay 15 phút kia mình xả ra là để cho nó hết tê cái chân tôi, thì 15 phút của mình vẫn còn niệm Phật, mới phải hả cô bác? Con nói gì có phải không? Dạ. Cô bác mình công nhận vậy ha. Như vậy thì chúng ta phải luôn luôn, vì câu niệm Phật là gì? Đức Thầy đã cho biết rằng là chữ Nam Mô trì giới giữ chay, chay được tánh, chay tâm mới quý. Vì nhờ câu niệm Phật đó mà chúng ta giữ được chân tâm thanh tịnh. Và nhờ niệm Phật mà Đức Thầy đã giới thiệu chúng ta là cứu khổ Nam Mô tới vô lượng phước, hay là chữ Nam Mô dẹp được lòng sâu, hay là ở ruộng đồng cúng niệm vậy mà Phật chẳng chấp chẳng lại thời khắc. Vậy thì môn tịnh độ là phương cứu cánh rác phụng hành các phụ Phật xưa. Có biết bao nhiêu điều duyên diệu mà chúng ta bỏ quên. Vậy thì cuộc đời này ngắn ngủi lắm quý cô bác. Hôm rồi con về Thốt Nốt gặp lại có anh bạn này, ảnh làm hai câu thơ nghe rất là hay. Anh ta lột lịch của cái đêm giao thừa đó, anh ta vừa lột tấm lịch của đêm 30 qua, cái anh ta kết thúc qua hai câu thơ nghe độc đáo của cô bác. Về trước đó đã có một bài thơ như thế này: lại xuân nửa đếm tuổi đời chồng chất, rồi tuyển xuân mòn mất chút dung nhan, tức là xuân đến xuân đi, thấm phù dung sớm nở lại chiều tàn, thân tứ đại rã tan theo mấy chốc, mới mặt thẳng răng ngà thân giá ngọc, cái kế gia nhân tuổi nhọc kiếp xuân tàn, đạt mê đồ của tỉnh độ mau sang kẻo hoặc lậu nghiền tan thân nữa nữa. Cái anh ta lấy cái bài thơ đó mà anh ta kết luận qua hai câu, anh ta lấy cái chủ đề là đông và xuân, tại vì mùa đông đi qua thì mùa xuân mới đến, thành ra anh ta nói là đông đã hết mà lòng mê chưa hết, bên kia là xuân đã sang mà cực lạc chưa sang. Hai câu này mà nghe độc đáo vô cùng, thấy không? Vậy thì cuộc đời chúng ta rất là ngắn ngủi. Đức Thầy nói kia nhắm mắt hồn liền mỗi sát quỷ vô thường, chắc xuống diêm đình sổ sách kia tổ phước đinh ninh phạt với thượng hai đường tỏ rõ, tìm cực lạc đây gặp đường ngõ. Vậy thì chúng ta phải nương theo bước chân của Đức Thầy với cái câu mà phải cố gắng làm sao làm Phật nhiên mới đạt lòng thành thì mới được giảng sanh cực lạc. Và khi chúng ta kết quả rồi đó cô bác anh chị em thì sao? Đức Thầy cho biết là cổ y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sinh nhai, chí yên nhằn nhìn cảnh Phật đài khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc, cả thải chúng hải đều dưỡng chắc, toàn dân lành đâu có đắn đo, dứt ái ân quyến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt, chữ hòa thuận kể sao cho xiết, tâm đồng nhau thượng thiện vui dày, cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngã, rồi sẵn vị ngôi trần phân thượng hạ, khỏi khổ câu quán ghét gặp nhau, thân tâm thường trụ hết gạt rào, thì chắc thôi trường tiêu ta mất cả, cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Còn ở đây thì sao? Chúng ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Thầy có dùng thúc qua câu là mau thức tình tu thân, kéo trễ đến tội rồi mới hối buồn màng, chi cho bằng ta sớm lo tôn, dịch với luật nghe tinh trầm Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Vậy thì cái hạnh phúc nào hơn là được Đức Phật chờ mình cô bác? Còn nếu chuyến này mà mình tu không ngon nha, không chịu tu đó, việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng quả đến nghe cho khó tránh đó, thì sao? Thì thầy nói là cõi âm thần bệnh sái dịch ôn chờ mãn phước, là ra tay bẻ họng. Cửa tiên bang hãy còn khóa cổng, nhà cha xưa cửa đóng thêm gai, con nào hiền thì gian thảo ngay, đứa ngỗ nghịch thì một mai đứt cổ. Tại mấy ngày này mới nhấn mạnh mới sợ. Dạ. Thấy không? Thầy nói ngày nay đạo đức chẳng màng, tức là không ngó tới đó, rồi sau dẫu có tiền ngàn cũng khó mua, cái nghiệp đế vương cũng chưa đổi được cái đạo, rồi tiền vàng bạc đầy kho đầy tủ đi chăng nữa cũng không đổi được cái đạo của cô.
cô bác. Mà hôm nay cơ hội đã đến rồi, ngày nay chim đã gặp cành rồi, chẳng lo đậu lại cho rằng gió mưa bây giờ còn mãi lọc lừa, chẳng lo kiếm chỗ đụng mưa sau này. Thiền lành chừng đó xuống về quân tình động lạc mấy ngày vui chơi, đến đó ta mới mừng cười nhìn xem nội thế giữa trời định phân. Thiên hoàng mở cửa cắt lên, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn mười cửa xem thấy ghê hồn cho trần coi thử có mại không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công cũng đồng trừng trị kẻ lòng ác gian ấy, là đến lúc xe sang tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Đến lúc đó đó được cô bác ơi, thầy nói ngũ dân năm sắc năm màu kỳ quy nọ phụng lao sao vui mừng, gian về sấm nổ chuyển lưng kiển tiên lộ vẻ vui mừng cha con, đầy đủ tất cả những điều vinh hạnh. Thầy nói cái câu mà lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng trung chánh trật quân, cùng thần nào rất vui tươi, liên qua đua nở nụ cười, trước tôi lương đóng chào người chân tu. Đó, vô rồi phải không? Thôi giờ thời gian của cuộc phim đã hết, vậy xin tạm biệt cùng cô bác anh chị em. Trước khi rời khỏi diễn đàn, chúng tôi xin thành thật nói cùng với tất cả cô bác, với tấm chân tình cao cả của quý vị đã hưởng ứng, đã ủng hộ cho chương trình, chúng tôi không biết nói sao hơn. Vậy thì xin đốt nén tâm hương, nguyện cầu ơn trên Đức Phật mười phương hồng ân tam bảo qua linh của Đức Phật Đức Thầy và chư sơn liệt vị đồng phóng ánh từ quang ban thầm chiếu hộ cho tất cả quý vị có mặt ở đây. Khi trở lại mái ấm của gia đình, quý cô bác anh chị em chúng ta sẽ được hưởng trọn vẹn phước duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật, và luôn 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 sống trong trong cái tình giáo lý của Đức Thầy mà Ngài đã chỉ dạy, là tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, giáo phong thảo hiền, để rồi trao thân phận rạng danh hiếu để thỏa gia tài nơi chốn mây rồng. Và kính chúc cho tất cả cô bác anh chị em, cũng như chúc cho tất cả tín đồ Phật giáo hòa hảo, chúc cho tất cả nhân loại chúng sinh được sống trong cái lý tưởng giác ngộ để chúng ta đi đến bờ giải thoát an vui và không phải chịu đọa lạc trầm luân, mà Đức Thầy đã cho biết qua câu mau chân bước đến Long Hoa hội chầu Phật hòa vui cõi đại đồng. Đến đây chúng tôi xin được dứt lời. Nam mô A Di Đà. Thôi bây giờ xin được vấn an cô bác anh chị em mình vài phút ha.